đến bắt răng huyền thoại, cặp răng họ hành đại lúa còn luôn. Chào cả nhà. Em chào cả nhà. Ăn bánh tiêu. Sáng giờ ăn sáng đau bụng quá. Mời cả nhà ăn bánh tiêu, giờ chào em nha. Mời cả nhà ăn bánh tiêu. Bánh tiêu 5.000. Sáng giờ chưa ăn gì á. Thơm ngon. Anh. Này chiên nóng, nóng mới ngon. Tối nay chiên thơm nè. Ừ. Tối nay chiên thơm. Ừ. Còn có cái nó khai lắm mà sao ra? Anh bao. Nè, ăn xong cái gì? Thôi mày ba cái. Tỏ mắt rắn quyền thoại nè. Lại bắt nữa nè. Ừ. Hai chồng ăn xong 27. Hả? Dâu, mới ăn xong cười như vậy. Nó có cười hả? Ăn có bánh tiêu nói gì. Vô thăm bà cái này. Bà cái làm chuyện con thôi. Nhớ không? Ở đây ở trên. Nè. Đâu? Ừ. Lâu dữ vậy? Không biết. Có gì không? Chuột ngấm rồi. Con chuột đâu anh? Đâu? Không đặt đâu. Đặt nó nhà mà đường nằm dưới cho nó lâu lên trên luôn. Chuột tiêu rồi. Có gì lâu ở ngoài luôn. Rồi đi. Không dính. Bỏ bội đi. Rút đi. Ngọt không dính rút. Phẩm này nha. Chưa. Ừ. Có con chuột không chứ đi luôn, chuột sung ghê luôn á, không chứ luôn, mất mất gì em hả? Rồi chín rồi. Chín nè, thơm. Chín rồi. Họ gọt thử coi. Nó rụng nha cả nhà. Họ không. Không có bẻ. Ở cái này chín chín héo rồi, cuốn héo queo nè anh ơi. Hử? Cuốn héo queo nè. Cái trái này già nè em. Đâu? Chín héo cuốn héo queo. Rồi bẻ thử coi. Đi, cầm mà bẻ thử. Đi. Thơm. Thơm như mít. Thơm mùi mít hả? Ừ. Thơm như mít vậy. Cái này chứ nào vô cũng dính á. Này còn không? Đó hả? Ừ. Tới quẹo vô chung vô đó. Rồi. Rồi, chứ này chất quất. Cái gì đó lỏng vậy ta? Có không? Lấy luôn đi. Đội, đội bảy dù cái quyền thoại cái nào cũng lần nào cũng dính chỗ bắt rắn không lúa à, ép lúa kìa. Hả? Ép lúa có ôi nặng ôi trời ơi hành cho phá luôn luôn ngon lành. Rỡ rồi coi. Rồi mũi gì vậy? Em đang quá đầm mũi luôn á. Dạ không. Ôi đừng hành nhất rồi. Nè. Trời ơi. Đã. Đã. Ép bằng lúa. Trời ơi. Ngon. Nãy giờ con đầu tiên. Nãy giờ thăm mấy cái rồi không có gì hết. Này. Bắt luôn hả? Ừ bắt luôn. Này chừng đó 8 lạng em. Không tới đâu. 7 lạng rưỡi. Rồi. Con nhất. Đã. Con nhất ngon rồi. Trời ơi mũi mũi. Ở chỗ này ngon anh, không dính hành hành nhì rồi hành ba nữa. Vừa thấy ép lúa thấy rồi lầm rồi, đó lên nè.
Rồi ơi đã. Ôi nó mập nè. Ừ. Ôi đó. Để coi anh nhất. Ngọt nè. Ôi mũi gì ra. Ngay rừng mũi mà. Cái này chứ còn dính thành gì phải không em? Rồi luộc chạy nè em. Trời ơi. Ngon quá hả? Ngon, này ăn lẩu hết sảy. Ôi nặng anh ơi. Hả? Ôi, ngựa. Ngon. Trời ơi, ngựa chào bá nó luôn. Ngon. Yeah. Trời ơi, nặng. 8 lạng. Quá trời người luôn, không biết thăm tới chứ sao còn không? Còn không nữa. Thiệt tình. Đi ra thăm cái đi. Hai cái nữa chứ, còn hai cái nữa. Sao còn không nữa. Đi. Đi. Nhìn gì trời. Đi. Đó, thăm lại đi. Thăm ra ngoài xe, mát mát bắt. Ngựa rồi ra. Tới nữa, tóc ổi á. Đó, ổi dạ. Đó, đó, rồi, mày vô. Có, ấy lồi chơi đó. Hả? Có phân nữa. Trời ơi, được phân hổ hành nè, nữa. Này, ngon lành. Có phân quá trời luôn. Ừ. Giờ đặt lại nè. Quá trời. Rồi, vô. Thăm cái nữa. Nó trồng nấm nè em. Nấm rơm. Hết rồi. Sao cỏ lên trồng cỏ luôn rồi. Chắc này người ta bỏ hay sao. Cái nữa là bắt rắn. Rồi rồi, bèo vô. Sao nặng dữ ta. Đi. Nó bảy đặt lại đi. Rác không à. Gì nè. Rồi đặt lại cái ra ngoài bắt rắn ra luôn. Dạ. Rồi vô đây 4 cái với được con. Ngon chứ bộ. Yên chứ bộ. Rồi thì con rắn bự đầu tiên. Đây bắt đi. Bắt giữa đường luôn. Con nó có hình gì. Đó. Ngon. Đó sao con gì sao bự quá. Ủa chuột gì ra. Ủa chuột gì á, không phải. Ôi lúa. Có rác không à. Hèn gì nặng. Ôi nó nằm cục luôn, nó uống xà nẹo luôn. Ôi rác. Ôi, không à. Ôi nghe con anh ơi. Ờ hai đầu đây, cái đầu nè. Đầu nè. Con cái sao không cái đầu kìa. Ở dạng chỉ là một cục trong đây luôn mà. Nó xà nẹo đây luôn á. Rồi nè. Nó một con đó. Trời ơi, chứ bộ. Còn con nữa. Nó rồi. Hai con nhì luôn. Quá đã. Hẹt chi nó nặng. Nó rải vô mặt. Đó nữa. Đấy. Chưa mà em à. Đúng không? Cái con bự á. Con này chắc 7 tấn lạng quá. Bự á. Ơ này có lý em. Ờ. Hê hê. Hai cái mà. Nó lẹm á. Ừ. Dèo nè. Tàu lượng siêu tốc nè, có dèo nè. Ra lẹ đi.
cây chuột đó. Là gì nè, cây chuột đó. Nó vậy có gì đâu, thấy không, người bự gà tám lạng luôn. Trời ơi, hư hầm tiền đạo trời. Này hầm cái đã ta. Ừ, bự nè anh. Ừ. Ngon rồi, nay vậy ngon rồi. Vô. Ngon. Từ kia đây à, có mấy cái bẫy nhiều. Mấy cái à. Thông báo quên, thông báo cả nhà. À, thông báo cả nhà là sang có bán ong mật. Ong mật rừng với ong dò dẻ với rượu rắn, rượu dò dẻ với rượu rắn với rượu bông rượu đực với rượu nho nho rừng. Cái nhà có ai dùng liên hệ sang, bình lớn nhỏ có đủ hết. Đây đặt con cái mà mới chăm thử chín luôn đây. Trời. Chuột ngoeo ngoeo. Còn có con cái à. Còn con cái à. Mới nói mất nữa. Mai ha, mai hai chồng đi về mẹ vợ chơi. Về mẹ vợ đổ bánh khọt ăn. Lâu quá không về mẹ vợ. Không giờ mấy tháng rồi không có về. Mấy tháng rồi không về. Về thăm mẹ vợ. Mai có gì bạn chơi đổ bánh khọt quay lại cho cả nhà xem. Ăn uống bên gia đình vợ. Chưa? Đây. Còn có mấy cái hết á. Còn chừng 10 cái. Chứ ba bữa nay đi thất quá, ta có mấy con à. Hai mấy con. Được mấy được khổ đạo. Đi. Vô này bợ con dọn đi. Khui đó, khui có gì đâu, có gì không, còn chuột luôn, còn lúa luôn, họ để luôn. Dời đi anh ơi. Hả? Dời đi. Dời à? Chứ để đây là ba lần rồi mà ba lần không dính mà. Dời dời. Chiều gì chổng, mai chổng có đem theo hai ba hành đem chổng. Bầm chiên mắm. Ăn chiên mắm ăn ngon lắm. Ừ. Ăn chiên mắm ăn cơm ngon lắm. Ngon. Ngon. Không. Vô bợ vợ anh em. Bợ vợ như mai thì chẳng mình làm thịt cho nó ngon coi. Về mẹ vợ rồi. Đó, tới luôn. Thấy không? Còn chuột. Còn chuột. Chạy lớn. Còn chuột thiệt hả? Còn chạy thiệt chứ. Mẹ linh lắm luôn. Trời. Con chuột thiệt. Ừ, lấy rút em quên. Rút mự. À, rút mà. Quên, rút đi. Rút mày còn mấy cái chạy đây xa quá. Rút đi giờ cho khác. Trời. Rút rồi bỏ lúa vô. Xác lộ. Xác đường đi luôn. Cái này rút hết. Ờ. Trời, nhà te. Trời, con chuột. Trời. Đây, còn cá nữa, rút luôn. Con chuột. Không dính ngon quá, này không dính gì ta. Xác lộ lớn luôn. Dính rắn bự bự còn ngon sợ luôn. Cái đầu nữa. À,
Trời, con ngựa. Ngựa này cũng trọng trọng nè. Rồi về hầm luôn. Hả? Về mai đem cho mẹ vợ nấu nồi lẩu ăn. Dạ có nhiêu là hầm hết á. Thôi thôi. Vô mẹ vợ nấu nồi lẩu với mấy hành nhỏ 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 đó. Kết hai chồng bắt rắn con ngựa nãy giờ luôn, hai chồng cũng đỡ hơn hai bữa trước. Giờ mai bắt ngựa này, ngựa này với con ngựa này với mấy hành hành gì đó về mình làm, về mẹ vợ làm thật đó. Mai mai đổi chiến thực rồi, hổm giờ thăm ế ý thăm thất quá rồi thất. Giờ mình ăn cho xả xui đi. Xui. Về làm ẩm thực. Nay về mẹ chơi. Hôm nay chắc cũng được hay 2-3 ký gì anh? 3 ký á, 3 ký ngoài. Đỡ hơn hai bữa trước. Hai bữa trước. Trước thì đâu? Ký mấy được mấy hai con nó đập. Ký ký mấy? Sao? 3 ký. 3 ký đúng. Rồi, hai hổ ngựa. Con hành bự mấy con hành nhì. 3 ký đúng luôn. Rồi. Đừng như đây này cả nhà. Thành quả ngày nay hai chồng em. Em chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.